Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ tàu cá vỏ thép bị hư hỏng ngay sau khi hạ thủy xảy ra tại nhiều địa phương mà chúng tôi đã liên tục phản ánh trong nhiều ngày qua. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67. Trong trường hợp tàu cá không đảm bảo chất lượng do lỗi của cơ sở đóng tàu thì doanh nghiệp phải chủ động làm việc với chủ tàu để khắc phục ngay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá, về hoạt động đăng kiểm tàu cá để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các bất cập, thiếu sót. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét việc gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ, không hoạt động thủy sản được do hư hỏng, đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng. Hôm nay, hôm 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký văn bản về phương án sửa chữa tàu vỏ thép 67 đóng mới bị hư hỏng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất con số 20 tàu buộc phải khắc phục sự cố, giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xin ý kiến Bộ chủ quản trường hợp vỏ thép đóng tàu không đúng chủng loại như hợp đồng. Về tiền thiết kế tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu, Công ty Đại Nguyên Dương phải có hợp đồng thiết kế mẫu những tàu không thuộc 21 mẫu được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt công bố. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Cục Y tế Dự phòng đã tổ chức thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước trong thời gian vừa qua. Đáng chú ý liên quan đến trào lưu nói không với tiêm vaccine của một số bà mẹ hiện nay, Cục Y tế Dự phòng cho biết đây là một hành vi nguy hiểm và cần được truyền thông để loại bỏ xu hướng này. 6 tháng đầu năm 2017, tình hình dịch bệnh trên cả nước có xu hướng giảm. Cục Y tế Dự phòng không ghi nhận dịch cúm ở người. Trong khi đó, liên tục xảy ra các ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh miền Bắc, nhất là những tháng đầu năm. Các dịch bệnh xảy ra ở người như dịch sốt xuất huyết, dịch sốt rét, viêm não Nhật Bản có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Y tế Dự phòng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh, trong đó chủ yếu là sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, chậm tiêm phòng các loại vaccine. Thực tế này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dịch đến hơn 50%. Từ đây đến hết năm 2017, Cục Y tế Dự phòng sẽ đẩy mạnh các giải pháp về tiêm phòng, tăng tỷ lệ tiêm chủng theo đúng chỉ tiêu đã đề ra. Kính thưa quý vị, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết tình hình dịch bệnh, nhất là dịch bệnh ở trẻ, thì có một phần nguyên nhân là do chậm hoặc là thiếu tiêm đầy đủ các cái loại vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Và với cái trào lưu nói không với vaccine như hiện nay của một số bà mẹ thì sẽ làm cho cái tình hình dịch bệnh ở trẻ có xu hướng là diễn biến phức tạp. Vì sao lại xuất hiện trào lưu các bà mẹ nói không với việc tiêm phòng vaccine cho con? Trào lưu này sẽ gây ra những hậu quả như thế nào đến sức khỏe của trẻ? Trong bản tin tối nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để bàn luận sâu về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cũng liên quan đến một dịch bệnh, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa cho biết trong tuần qua cả nước có thêm hơn 3.000 ca mắc mới sốt xuất huyết, trong đó một ca tử vong ở An Giang, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết trên cả nước lên con số 14. Riêng tại thành phố Cần Thơ, số ca sốt xuất huyết đã tăng 30% so với cùng kỳ. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, 7 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị gần 1.000 ca bệnh sốt xuất huyết nội trú đến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó số bệnh nhi là 600. Nguyên nhân sốt xuất huyết bùng phát mạnh được nhận định là do thời tiết diễn biến bất thường và người dân chưa chủ động diệt long quăng, diệt muỗi thường xuyên. Chuyển sang các thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Mưa lớn, sạt lở đất trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cả về người và tài sản tại nhiều địa phương. Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Điện Biên và Lai Châu với 12 người chết. Thống kê thiệt hại ban đầu tại hai tỉnh này ước tính hơn 50 tỷ đồng. Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 3 người chết. Thiệt hại về tài sản tính đến chiều ngày 12 tháng 7 lên tới gần 10 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Yên Bái, đã có một người bị thương do sạt lở đất xảy ra tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. 230 ngôi nhà tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên bị sập và tốc mái.
Theo dự báo, từ nay đến ngày 15 tháng 7, các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có nơi mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Tuy nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, có nguy cơ đặc biệt cao tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Còn tại phía Nam, liên tiếp những ngày qua, bờ sông Cái Côn thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị sạt lở nghiêm trọng. 11 hộ dân đã phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Từ đêm ngày 11 tháng 7 tới nay, các vết nứt dọc bờ sông lan rộng dài khoảng 60 mét, ăn sâu vào đất liền hơn 10 mét, ảnh hưởng đến 11 hộ dân tại khu vực này, trong đó có 8 hộ dân có nhà kiên cố. Trước tình hình này, địa phương đã huy động các lực lượng đến hỗ trợ, vận động người dân khẩn trương di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời dọn dẹp cây cối xung quanh phòng đổ ngã khi xảy ra sạt lở. Huyện Châu Thành là địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất ở tỉnh Hậu Giang. Trong 2 năm qua, mỗi năm huyện này có gần 60 điểm sạt lở. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xảy ra 19 điểm sạt lở, hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi ở mới. Thưa quý vị, trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay ngày 13 tháng 7, trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Và hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13-14 độ Vĩ Bắc, 112-113 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ tỉnh Ninh Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Tại tỉnh Quảng Ngãi, mỗi khi lực lượng kiểm soát giao thông dừng xe xử phạt ở một tuyến đường nào là phần lớn các xe vận tải đất, cát chở quá tải trên tuyến đường đều dừng lại trốn ở đâu đó hoặc tìm đường khác để chạy. Điệp khúc trốn tránh các trạm cân cố định và cả trạm cân di động của tài xế và chủ xe quá tải đang cứ lặp đi lặp lại, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm ở địa phương này. Lúc 7 giờ 40 phút sáng, chiếc xe tải chở cát trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản do vi phạm vượt quá tải trọng cho phép. Sau khi lực lượng thanh tra giao thông xử phạt chiếc xe tải này, thì tuyến đường Hai Bà Trưng đều không có chiếc xe chở cát chạy nữa. Trên đường Phạm Quang Ánh, chiếc xe tải chở đầy cát này cũng vừa được múc lên từ sông Trà Khúc đang nằm chờ, đợi lực lượng thanh tra giao thông rời chốt để trốn tránh. Chiếc xe này không có phù hiệu xe tải theo quy định, không niêm yết các thông tin về tải trọng, hàng trên xe vượt quá chiều cao cho phép. Cái khó khăn của chúng tôi là khi mỗi lần mà chúng tôi xuất quân là đều có người theo dõi. Và mỗi lần xuất quân vậy chúng tôi chỉ xử lý được một chiếc thôi. Còn lại tất cả các chiếc khác là nó khi mà nó phát hiện là nó sẽ dừng hết, dừng toàn bộ. Và có người luôn luôn theo dõi chúng tôi. Cho nên cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà xử lý cho nó được, cho nó triệt để. Và đây là những chiếc xe tải xếp thành hàng từ dưới sông Trà Khúc lên gần đê bao vào đường Phạm Quang Ánh, nối với đường Hai Bà Trưng. Chiếc xe nào cũng chất đầy cát. Khi biết lực lượng thanh tra giao thông xử lý xe vượt tải trọng thì toàn bộ những chiếc xe này đều dừng lại. Cũng giống như tuyến đường Hai Bà Trưng, khi trạm cân lưu động được đặt tại đây, lượng xe tải gần như không hoạt động trên đoạn đường này. Các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, kể cả từ quốc lộ ủy thác đến các tuyến tỉnh lộ và huyện, đường huyện thì lại là các cái địa hình có các tuyến đường xương cá quá nhiều liên thông với nhau, nên là các phương tiện là thường xuyên sử dụng các cái tuyến xương cá để né tránh ngay cái vị trí đặt trạm. Điểm không trốn tránh trạm cân của các xe chở quá tải vẫn chưa dừng lại. Hành vi này đang được lực lượng kiểm soát giao thông tỉnh Quảng Ngãi tìm cách xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, dù việc xử lý gặp không ít khó khăn. Lâu nay, đồng bào các dân tộc ở miền núi thường có thói quen lấy nấm rừng làm thực phẩm. Hàng loạt các vụ ngộ độc nấm đã xảy ra, khiến nhiều người tử vong. Tại tỉnh Ninh Thuận, dù công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân đã được đẩy mạnh, song do thiếu hiểu biết và chủ quan, nhiều người dân vẫn sử dụng các loại nấm không rõ nguồn gốc.
Năm ngoái, anh Katanyu ở thôn Ma Dú, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, cùng những người hàng xóm đi rừng hái măng, bẫy thú. Khi lên rừng, các anh đã hái nấm rừng để nấu ăn. Không may hái phải nấm có độc tố, nên mọi người đều bị ngộ độc và phải dùng các biện pháp để giải độc. May mắn đây chưa phải là loại nấm có độc tố mạnh, nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở tính này là ông tụi nó đi rừng hồi năm ngoái là đi ăn có độc trên rừng đó. Đây, có người chết không? Chưa chết. Mà nó làm một đêm đó là ối hết, nói là nấm ăn được, đâu ăn được, ối hết. Bắt đầu là lấy cái sợi dây máu á, rồi đập xong mà lấy cái cùi bắp, rồi làm cho khét, cho nó uống mới bớt mà anh em đó, đi rừng đó. Bây giờ là các anh em là đi rừng bây giờ là không ăn nữa, một lần là ăn độc là nó giảm nó biết rồi. Đồng bào dân tộc Rackley ở huyện miền núi Bắc Ái thường có thói quen hái nấm rừng làm thực phẩm. Việc phân biệt loại nấm có độc hay không chỉ dựa vào thói quen và truyền miệng nên dễ nhầm lẫn nấm độc là điều khó tránh khỏi. Mặc dù ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của nấm độc, bước đầu người dân đã hạn chế dùng các loại nấm dại để làm thức ăn. Thế nhưng do thiếu hiểu biết, người dân vẫn sử dụng các loại nấm có độc tố. Tính từ năm 2010, đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ ngộ độc do nấm độc, làm 23 người mắc và 23 người đi viện. Thì rất may là không có người tử vong. Chỉ hái nấm khi biết chắc chắn là nấm ăn được, không độc hại, tuyệt đối không thu hái, không chế biến, không ăn nấm mọc hoang dại, nấm lạ không rõ nguồn gốc. Nấm khi nghi ngờ không bảo đảm an toàn dù chỉ một lần. Cũng cần lưu ý là cái nấm có sâu bọ ăn hoặc cho gà, chó ăn không chết vẫn có thể gây ngộ độc đối với người. Để hạn chế tình trạng ngộ độc nấm, ngành y tế và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân cẩn trọng hơn trong việc hái và sử dụng các loại nấm rừng. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN, mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2017, sáng nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức Ngày hội ASEAN nhằm giới thiệu với công chúng thủ đô về quá trình xây dựng, phát triển và những thành tựu của ASEAN, trong đó có sự đóng góp tích cực của Việt Nam. Với hình thức để thể hiện đa dạng, nhiều góc nhìn, các gian trưng bày đã giới thiệu chi tiết về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. Với nội dung phong phú, đa dạng về hình thức, thể loại, Ngày hội ASEAN sẽ giúp công chúng hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống cũng như đất nước, con người của các nước thành viên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 13 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.